Kính thưa các thầy cô trong chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đồng nghiệp, bài trình bày của em ngày hôm nay thì không phải là một chủ đề mới. Tuy nhiên thì như Phó Giáo sư Chu Thị Hạnh đã nói thì đây là một cái câu hỏi mà chúng ta rất thường gặp trong thực hành lâm sàng với các bác sĩ, không chỉ đối với bệnh hen mà đối với nhiều căn bệnh khác nữa. Đó là đối với phụ nữ có thai thì việc chúng ta sử dụng các cái thuốc điều trị cho bệnh nhân có gây ra những tác hại gì đối với lại thai nhi hay không? Đối với đứa trẻ khi sinh ra hay không, cũng như là một cái câu hỏi rất lớn đối với bệnh nhân hen và gia đình của bệnh nhân khi mà họ có thai, cái việc mà họ có nên không điều trị tiếp cái phác đồ điều trị duy trì hen để giúp kiểm soát bệnh, liệu rằng cái việc dùng thuốc đó có ảnh hưởng đến con của họ hay không. Và rất nhiều bệnh nhân vì là có những cái câu hỏi như vậy nên là bản thân chính họ là đã tự ngừng điều trị hen của mình mà không có cái sự hỏi ý kiến của các bác sĩ, dẫn đến những cái bất lợi cho cái quá trình mang thai cũng như là tiến triển của bệnh. Thế thì hen phế quản là một cái bệnh lý mà cho đến nay thì vẫn là gánh nặng toàn cầu, và đối với phụ nữ có thai thì cái tỷ lệ mắc hen phế quản cũng chiếm một cái tỷ lệ khá là lớn, từ 3 cho đến 8% ở phụ nữ mang thai. Và bản thân quá trình mang thai thì có thể làm ảnh hưởng đến cái diễn biến của bệnh hen. Chúng ta vẫn thường gặp là những cái bệnh nhân những cái phụ nữ mang thai khi khi mà có tiền sử mắc hen thì quá trình mang thai cái bệnh hen nó có thể tiến triển nặng lên, và cái nặng lên này nó có thể liên quan đến nhiều yếu tố do những cái thay đổi về sinh lý trong cái thời kỳ mang thai, với cái sự thay đổi của hormone hay là cái sự thay đổi của về mặt gọi là sinh lý liên quan cái sự đẩy cao cái cơ hoành khi mà ở những cái tháng cuối của thai kỳ, dẫn đến ảnh hưởng cái thông khí của bệnh nhân. Và một cái nữa đó là liên quan đến vấn đề tuân thủ điều trị của bệnh nhân trong quá trình mang thai vì lo ngại những cái vấn đề biến cố bất lợi của thuốc đối với thai kỳ, và vì vậy mà có thể dẫn đến những cái diễn biến xấu của bệnh hen. Ngược lại thì hen phế quản có thể làm phức tạp quá trình mang thai và sinh con. Trong quá trình mang thai bệnh hen cũng có thể nặng lên, và bản thân bệnh hen khi mà nặng lên với những cái đợt cấp hoặc là không được kiểm soát tốt thì có thể gia tăng những cái biến cố trong thời kỳ mang thai cũng như là ảnh hưởng đến cái thời kỳ thu sinh, ảnh hưởng đến cái đứa trẻ khi sinh ra. Và ở những cái phụ nữ mang thai thì trong quá trình mang thai sẽ gia tăng các cái biến cố trong thai kỳ rồi, và các cái bằng chứng nghiên cứu thì cho thấy rằng là với cái việc mà chúng ta kiểm soát tốt hen ở trong thời kỳ mang thai của người phụ nữ thì sẽ giúp giảm các cái nguy cơ biến chứng. Tuy nhiên thì rất nhiều những cái lo ngại liên quan đến liệu rằng cái việc sử dụng các cái thuốc điều trị hen có gây ra những cái tác hại đối với thai nhi hay không. Và đây là một cái câu hỏi lớn mà chúng ta vẫn thường gặp trên thực hành lâm sàng, dẫn đến cản trở cái việc mà các bác sĩ đưa ra cái chỉ định điều trị theo dõi cho bệnh nhân cũng như là tuân thủ điều trị của bệnh nhân hen. Thế thì đây là một cái kết quả từ một cái dữ liệu nghiên cứu lớn dựa trên cái hồ sơ theo dõi sức khỏe của phụ nữ mang thai ở Thụy Điển. Thì người ta thấy rằng là cái quá trình ở những cái phụ nữ mang thai nếu như mà có mắc hen thì sẽ có cái sự gia tăng mà mặc dù là ít thôi, tuy nhiên thì cũng có cái sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với những phụ nữ không mang thai mà không mắc hen, gia tăng các cái nguy cơ về tử vong chu sinh ở trẻ với cái tỷ lệ từ 20 cho 15 cho đến 20%, gia tăng các nguy cơ về tiền sản giật hay là sinh non hoặc là trẻ nhẹ cân. Và ở những cái phụ nữ mang thai mà mắc hen nặng thì cái tỷ lệ này nó có thể gia tăng từ 30 cho đến 100% so với lại phụ nữ mang thai mà không mắc hen. Và vậy thì cái tiến triển của hen trong thai kỳ ra sao? Chúng ta cũng thấy rằng là có nhiều trường hợp phụ nữ khi mà mắc hen và khi mang thai thì tình trạng bệnh hen có thể tiến triển nặng lên liên quan đến những cái biến đổi về mặt sinh lý trong quá trình mang thai như là hormone hay là thay đổi cái cơ hoành di chuyển lên cao do cái thể tích thai lớn hoặc là do cái vấn đề về tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Thì các nghiên cứu cũng thấy rằng là có khoảng 35% bệnh nhân hen khi mà mang thai thì hen có thể nặng lên. Ngược lại thì trong quá trình mang thai cũng có đến khoảng gần 30% bệnh nhân hen là trong thai kỳ thì tình trạng hen lại được cải thiện, hoặc là khoảng 30% là không có sự thay đổi. Và hầu hết các nghiên cứu thì đều cho thấy rằng là cái mức độ nặng của bệnh hen từ trước khi mà mang thai thì nó là cái yếu tố tiên đoán cái mức độ nặng của hen trong thai kỳ của bệnh nhân. Và trên thực tế thì đợt cấp hen phế quản xảy ra với tỷ lệ rất là lớn ở những cái phụ nữ mang thai mắc hen, với cái tỷ lệ từ khoảng 20 cho đến 45%, trong đó thì có đến 10% là những cái đợt cấp hen nặng xảy ra trong thời kỳ mang thai. Về cái mục tiêu kiểm soát hen ở đối với lại người bình thường thì theo các cái hướng dẫn, trong đó hướng dẫn của GINA, thì chúng ta có hai cái mục tiêu lớn trong cái quản lý hen, đó là làm thế nào chúng ta có thể kiểm soát được cái triệu chứng
giảm được các cái triệu chứng ban ngày, giảm các cái triệu chứng ban kiểm soát triệu chứng ban đêm, cải thiện được cái khả năng vận động của bệnh nhân cũng như là giảm cái tần suất phải sử dụng các thuốc cắt cơn. Và một cái mục tiêu lớn thứ hai đó là giảm cái nguy cơ kết cục xấu của bệnh hen liên quan đến cái việc kiểm soát kém. Trong đó thì có các nguy cơ về cơn hen cấp, nguy cơ tử vong, nguy cơ về cái tình trạng rối loạn dẫn đến cái tình trạng rối loạn tắc nghẽn đường dẫn khí không cải thiện và các cái nguy cơ về tác dụng phụ của thuốc. Và đối với phụ nữ có thai thì cái mục tiêu kiểm soát hen cũng không có cái gì khác ngoài hai cái mục tiêu lớn này. Làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát tốt về mặt triệu chứng cũng như là giảm cái nguy cơ kết cục xấu của điều trị hen có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và ảnh hưởng đến cái sự tiến triển của thai kỳ như đứa trẻ sinh khi sinh ra. Các cái hướng dẫn điều trị của Gina thì khuyến cáo chúng ta tiếp cận cái việc điều trị hen, quản lý hen ở người trưởng thành. Ở những người không đối tượng mà không mang thai theo từng cái bậc tiếp cận theo bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4 với những cái trong đó có hai cái check là check 1 là ưu tiên sử dụng cái phác đồ là sử dụng cắt cơn và duy trì trong cùng một cái ống hít và với cái check này thì Gina khuyến cáo là có thể ưu tiên sử dụng ở những cái bệnh nhân mà có vẻ như là tuân thủ kém với điều trị và một cái check 2 đó là cũng với các cái bước tiếp cận điều trị từ bước 1 cho đến bước 5, trong đó thì với những cái hen mà từ bước 2 đến bước 5 thì duy trì khuyến cáo cái việc là phải duy trì chủ động cái liều điều trị ICS. Vậy thì đối với lại phụ nữ mang thai thì cái việc mà sử dụng các cái thuốc điều trị hen nó có theo các cái cách tiếp cận như là khuyến cáo trong Gina đối với lại những người mà không đối tượng những người mà không mang thai hay không thì có rất nhiều những cái dữ liệu ở trên đối tượng phụ nữ mang thai về các cái thuốc mà chúng ta vẫn thường sử dụng trong kiểm soát hen cũng đã được đưa ra và đã được đưa vào trong những cái khuyến cáo của điều trị hen. Thì đầu tiên chúng ta xem xét từng các cái thuốc một mà chúng ta vẫn hay sử dụng trong thai kỳ. Thứ nhất, chúng ta vẫn hay sử dụng trong kiểm soát hen thì đối với cái thuốc đầu tiên là SABA tức là các cái thuốc giãn phế quản thuộc nhóm đồng vận beta 2 tác dụng nhanh. Sử dụng với đường hít là các thuốc mà chúng ta vẫn sử dụng trong cắt cơn hen thì các cái nghiên cứu cho thấy rằng là các cái dữ liệu nghiên cứu báo cáo thì cho thấy rằng phần lớn các cái thuốc SABA này tương đối là an toàn sử dụng đối với lại phụ nữ có thai và các cái kinh nghiệm về lâm sàng hiệu quả an toàn trên phụ nữ có thai với những cái thuốc mà đã có từ lâu đời thì nhiều hơn so với những thuốc mới hơn như là phormoterol hoặc là salbutamol. Các cái dữ liệu thấy rằng là các cái thuốc mà đã có từ lâu đời như là abiraterone ở đây chính là salbutamol thì cho thấy là an toàn để sử dụng ở phụ nữ mang thai. Trong một cái nghiên cứu bệnh chứng thì người ta có báo cáo cái nguy cơ là có gia tăng cái tỷ lệ thoát vị thành mụn nhẹ ở trẻ sơ sinh khi mà có tiếp xúc với lại các cái thuốc giãn phế quản ở trong cái thời kỳ mà thai kỳ. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ này nó rất là nhỏ và trong một cái nghiên cứu sử dụng bệnh chứng sử dụng các cái dữ liệu về đăng ký sức khỏe ở các cái nước châu Âu đánh giá về cái nguy cơ thoát vị thành mụn ở trong 3 tháng đầu của thai kỳ thì thấy là có gia tăng cái tỷ lệ với OR là 1,89 so với lại những cái phụ nữ mà mang thai không có sử dụng các thuốc giãn phế quản này. Trong một cái nghiên cứu đoàn hệ thì người ta cũng ghi nhận cái mối liên quan về dị tật ở tim khi mà sử dụng các cái thuốc giãn phế quản. Và đối với một cái nghiên cứu bệnh chứng thì người ta cũng quan sát thấy có một cái sự gia tăng cái chứng rối loạn tự kỷ khoảng 30% ở cái trẻ em mà có tiếp xúc với lại các cái thuốc giãn phế quản SABA trong cái thời kỳ mẹ mang thai. Đối với lại các cái thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài LABA mà sử dụng đường hít ở phụ nữ mang thai thì sao? Thì các cái dữ liệu về an toàn ở với các cái thuốc LABA trong thời kỳ mang thai thì ít hơn so với lại các cái thuốc SABA và nó có những cái dữ liệu ở nghiên cứu ở trên động vật cho thấy rằng là những cái thuốc này thì nó cũng tương đối là an toàn ở phụ nữ có thai trong đó có các cái dữ liệu liên quan đến salbutamol hoặc là liên quan đến phormoterol. Tuy nhiên thì các cái dữ liệu ở người thì vẫn còn rất là hạn chế và trong một cái nghiên cứu cơ sở dữ liệu hồi cứu người ta thấy rằng là các cái thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài như là salbutamol và phormoterol thì không có làm gia tăng các nguy cơ biến chứng thai kỳ liên quan đến cái nguy cơ sinh non trẻ nhẹ cân so với lại những cái nữ mà mang thai mắc hen những cái phụ nữ mắc hen mang thai mà không sử dụng các cái thuốc này. Tiếp theo thì một số các cái dữ liệu liên quan đến các cái thuốc mà giãn phế quản tác dụng kéo dài nhóm LABA mới như là andacaterone hay là olodaterone hoặc là vilanterone thì vẫn còn thiếu những cái dữ liệu ở người. Có một số các cái dữ liệu về tác dụng phụ của thuốc như là olodaterone đã được ghi nhận ở trên động vật. Tuy nhiên thì nhưng mà không được ghi nhận với các cái thuốc như là vilanterone hay là andacaterone, nhưng mà các cái dữ liệu ở người thì vẫn còn hạn chế. Và khi mà
các cái nghiên cứu mà so sánh cái dạng kết hợp ICS-LABA so với lại cái điều trị đơn trị liệu với cái liều cao hơn của ICS ở những cái phụ nữ mang thai mắc hen, so với lại cái thì người ta thấy rằng là cái nguy cơ về dị tật ở thai thì không có sự khác biệt giữa cái việc mà sử dụng phối hợp các cái thuốc ICS-LABA với cái đơn trị liệu ICS. Và thảo luận cái các cái khuyến cáo điều trị hen thì người ta cũng nói rằng là cân nhắc giữa cái lợi ích và nguy cơ, nhưng mà có thể sử dụng các thuốc LABA trong điều trị hen cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai. Tuy nhiên thì chúng ta không sử dụng đơn trị liệu mà chúng ta cần phải kết hợp với lại các thuốc ICS. Về các thuốc kháng cholinergic sử dụng ở trong thai kỳ thì sao? Thì cơ bản đối với lại các cái khuyến cáo điều trị hen thì các thuốc kháng cholinergic không phải là thuốc ưu tiên lựa chọn trong cái điều trị hen ở đặc biệt là ở phụ nữ mang thai. Đối với lại các cái dữ liệu về an toàn ở phụ nữ mang thai thì thuốc ipratropium là một thuốc thuộc nhóm kháng cholinergic nhanh thì cho thấy rằng là dữ liệu là an toàn trong sử dụng thai kỳ, và cái việc mà sử dụng ipratropium để cắt cơn ngắt quãng trong thời kỳ mang thai thì được cho là an toàn. Đối với lại các cái LAMA là các thuốc kháng cholinergic tác dụng kéo dài thì LAMA là ở đây chiotropium thì là một thuốc mà được FDA phê duyệt ở những cái trường hợp mà hen phế quản nặng khi mà không kiểm soát được với lại các cái thuốc ICS LABA liều cao thì có thể sử dụng thêm vào trong cái việc phác đồ điều trị nhằm giúp kiểm soát hen. Thì với phụ nữ mang thai thì có chiotropium là một cái thuốc mà dạng hít, thì cái dữ liệu đối với lại phụ nữ trên đối tượng phụ nữ mang thai vẫn còn rất là ít, không chắc chắn để có thể đã cho kết luận rằng là an toàn ở phụ nữ mang thai. Và trên dữ liệu nghiên cứu ở trên động vật thì thuốc này cũng cho thấy có một số các cái tác dụng phụ đối với lại trên chó, như là ảnh hưởng đến gây ra cái tình trạng sinh non, tăng tỷ lệ tử vong ở chó con, hoặc là làm giảm cái khả năng sinh sản. Và vì vậy mà đối với lại sử dụng trên người thì khi mà cân nhắc cái việc mà sử dụng phụ nữ mang thai, các cái dữ liệu là không đủ bằng chứng để chứng minh là thuốc này an toàn và chúng ta cần phải rất là cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ. Đối với các LAMA khác như là aclindidium hay là glycopyrrolidium hay là umeclindidium, hiện tại là không có các cái dữ liệu cho thấy hiệu quả an toàn cũng như là không phải là thuốc được khuyến cáo phê duyệt trong sử dụng kiểm soát hen. Và đây là một cái bảng tổng hợp về các cái thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài với các cái dữ liệu ở trên người, hay là những cái tác dụng, những cái dữ liệu về cái phản ứng phụ ở trên động vật, và cái việc mà nó có bài tiết ở sữa hay không. Thì ở đây chúng ta thấy là chủ yếu chỉ có hai cái thuốc là saniterol và phomoterol là những thuốc mà nó có những cái dữ liệu hạn chế trên người, ở trên đối tượng phụ nữ mang thai mắc hen và cho thấy là nó an toàn. Một số các cái dữ liệu quan sát ở trên động vật thì cũng cho thấy là các cái thuốc này an toàn. Thế còn đối với lại cái bài tiết qua sữa thì hiện tại là không rõ. Với các cái loại thuốc khác thì các cái dữ liệu về an toàn là trên người là chúng ta không có các cái thông tin. Đối với lại các cái thuốc glucocorticoid đường toàn thân thì sao? Đây là một cái thuốc mà chúng ta rất thường sử dụng trong điều trị đợt cấp của hen phế quản và đợt cấp hen phế quản ở phụ nữ mang thai. Thì đối với các thuốc này, các khuyến cáo thì nói rằng chúng ta cần phải cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ. Các cái dữ liệu nghiên cứu trên động vật thì thấy rằng cái việc mà sử dụng các cái thuốc glucocorticoid đường toàn thân với liều cao thì có thể dẫn đến cái nguy cơ về hở hàm ếch ở đứa trẻ khi mà sinh ra. Tuy nhiên thì các cái nghiên cứu trên người thì thấy ít có mối liên quan, nhưng mà chúng ta không thể loại bỏ, cũng hiện tại thì chưa thể loại bỏ được cái nguy cơ này, nhất là khi mà chúng ta sử dụng trong cái thời gian 3 tháng đầu là thời kỳ mà cái phôi thai còn đang trong quá trình hình thành hoàn thiện các cái cơ quan bộ phận. Một số các cái nghiên cứu trên người thì thấy rằng cái việc sử dụng corticoid đường toàn thân có liên quan đến việc gia tăng nhẹ nguy cơ sinh non, nguy cơ giảm cân nặng sơ sinh dưới 2.500 gram, và các cái mối nghiên cứu này thì đều không đánh giá cái mối liên quan giữa liều lượng với cái tỷ lệ nguy cơ xảy ra cái tác dụng phụ. Trong một cái nghiên cứu đa trung tâm ở 16 trung tâm ở Hoa Kỳ từ tháng 12 năm 1994 cho đến tháng 2 năm 2000, trên tổng số là 2.123 phụ nữ mang thai mắc hen thì người ta thấy rằng là dùng corticoid đường uống có liên quan đến cái nguy cơ sinh non trước 37 tuần với OR là 1,54. Các cái nguy cơ khác cũng có gia tăng nhẹ như là tiền sản giật, tăng huyết áp, đái tháo đường thai kỳ hoặc là nguy cơ suy thượng thận ở trẻ sơ sinh.
Đối với lại ICS sử dụng trong thời kỳ mang thai thì sao? Thì nghiên cứu từ cái kết quả phân tích gộp từ trên 500.000 phụ nữ mang thai từ ba nghiên cứu đoàn hệ thì cho thấy rằng là ICS có liên quan đến nhẹ với cái việc nguy cơ gia tăng nhẹ cái nguy cơ teo hậu môn với OR là 3,4. Tuy nhiên thì không có mối liên quan với 35 các cái bất thường về dị tật bẩm sinh khác. Và các tác giả cũng kết luận rằng là cái mối liên quan giữa cái việc sử dụng ICS với cái nguy cơ dị tật teo hậu môn là không chắc chắn vì có thể còn có những cái yếu tố gây nhiễu cũng như là cái nguy cơ xảy ra cái dị tật, cái tỷ lệ xảy ra dị tật teo hậu môn là rất hiếm gặp. Vì vậy mà được đánh giá là ICS được đánh giá là an toàn, tương đối an toàn ở phụ nữ mang thai, sử dụng trong thời kỳ mang thai. Một cái nghiên cứu trên hơn 13.000 phụ nữ mang thai mắc hen đánh giá cái hiệu đánh giá về cái tác dụng phụ của ICF liều thấp đến trung bình có liên quan đến cái nguy cơ dị tật bẩm sinh hay không thì không thấy có mối liên quan. Và tuy nhiên thì với cái liều ICF trên 1.000 microgram trên ngày trong 3 tháng đầu của thai kỳ thì thấy là có liên quan đến gia tăng khoảng 63% cái nguy cơ mắc các cái dị tật bẩm sinh. Các cái nghiên cứu về ICF thì chủ yếu đánh giá thấy có các cái dữ liệu về các cái thuốc như là budesonide, beclometasone hay là fluticasone. Ngoài ra thì với các ICS khác thì các cái dữ liệu trên người thì vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên thì các cái khuyến cáo cũng hướng dẫn rằng là nếu như các cái bệnh nhân mang thai khi mà họ đang sử dụng các thuốc ICS loại khác ba cái thuốc này trước cái thời kỳ mang thai mà cho thấy là hiệu quả kiểm soát tốt hơn thì cân nhắc lợi ích nguy cơ vẫn có thể sử dụng tiếp tục các cái thuốc này trong thời kỳ mang thai. Và đây là một cái phân tích gộp trên Cochrane về cái phản tác dụng phụ của các cái thuốc mà ICF khi mà sử dụng ở trong thời kỳ mang thai. Chúng ta có thể thấy là ở đây có các thuốc như là budesonide với cái hậu quả trên 11 cái đánh giá về cái nguy cơ trên 11 cái dị tật bẩm sinh hay là cái vai trò của ở đây là budesonide trong cái 10 các cái biến cố nguy cơ biến cố bất lợi khác thì khi so sánh với những cái phụ nữ mà không sử dụng cái thuốc ICS này thì không thấy có cái sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Một cái nữa là các cái nguy cơ về các cái biến cố bất thường trong cái thời kỳ mang thai hay là cái biến cố ở trong cái thời kỳ mà chu sinh thì với một cái thuốc ICS ở đây là beclometasone thì cũng thấy là an toàn, không có sự khác biệt với những cái phụ nữ mang thai mà không sử dụng các thuốc có chứa ICS này. Đây là một cái nghiên cứu đánh giá về cái vai trò của về cái tác dụng phụ của một thuốc ICS khác là fluticasone khi so sánh với lại các cái thuốc ICS khác thì khi mà đánh giá về các cái nguy cơ về cái việc mà sinh non hay là cân nặng sơ sinh thấp hoặc là liên quan những biến chứng sản khoa thì cũng không thấy có sự khác biệt của cái thuốc này về cái nguy cơ các cái biến chứng ở trong thời kỳ mang thai hay là sinh con cân nặng sơ sinh thấp khi so sánh với lại các thuốc ICS thuộc nhóm khác. Trong đây một nghiên cứu khác khi so sánh giữa các loại ICS hoặc là các loại LABA khác nhau thì chúng ta thấy ở đây có các cái LABA như là salmeterol hoặc là formoterol và các ICS ở đây là các ICS chúng ta thường sử dụng như là fluticasone hay là budesonide thì với các cái nguy cơ về biến chứng cân nặng sơ sinh thấp hay là các cái nguy cơ về các cái biến chứng là sinh non hoặc là các nguy cơ về cái cân nặng của bào thai cái cân nặng thấp so với lại cái tuổi thai thì cũng không có sự khác biệt của nguy cơ không có sự khác biệt so với lại cái nhóm chứng không sử dụng các cái thuốc ICS này. Đối với các thuốc thuộc nhóm đối kháng leukotriene thì sao? Thì hiện nay các cái dữ liệu nghiên cứu có những cái dữ liệu đối với lại montelukast và zafirlukast là hai cái thuốc đối kháng thụ thể leukotriene. Trong đó thì montelukast có nhiều dữ liệu hơn về cái an toàn ở trên người cho thấy rằng là những cái thuốc này thì trong trong một cái nghiên cứu ở trên phụ nữ mang thai với 180 bệnh nhân sử dụng montelukast, 180 trường hợp mang thai khác mắc hen nhưng mà không sử dụng thuốc này và với một cái nhóm chứng là 180 trường hợp không mắc hen thì người ta thấy rằng là montelukast không làm gia tăng các cái tỷ lệ dị tật nặng mặc dù là cái cân nặng sơ sinh thấp thì có thể được quan sát thấy ở cái nhóm bệnh nhân mắc hen nhưng mà cũng không có sự khác biệt giữa nhóm bệnh nhân có sử dụng montelukast và nhóm không sử dụng. Và trong một cái nghiên cứu đoàn hệ trên 1.535 phụ nữ mắc thai có dùng montelukast và so sánh trong đó có 3.900 phụ nữ mang thai dùng ICS và 8.800 phụ nữ mang thai không dùng các cái thuốc hen khác với lại nhóm chứng không sử dụng các cái thuốc hen hoặc là chẩn đoán hen thì người ta thấy rằng là không có sự khác biệt giữa các nhóm về cái tỷ lệ nguy cơ gây ra các cái dị tật ở thai nhi cũng như là không thấy có cái gia tăng cái khả năng nguy cơ gây quái thai ở montelukast trên cái thực nghiệm ở động vật với chuột và thỏ khi mà sử dụng với cái liều cấp cao gấp 300 lần so với cái liều sử dụng điều trị ở người.
Đối với lại cái một cái thuốc kháng leukotriene khác là Zafirlucat thì cũng cho thấy là cái dữ liệu sử dụng ở trên người thì cũng cho thấy những cái dữ liệu an toàn mặc dù là vẫn còn là hạn chế, và dữ liệu ở trên động vật thì cho thấy với cái liều là 160 gấp 6 160 lần liều sử dụng ở người trong điều trị thì không gây ra quái thai. Với các cái biện pháp liệu pháp điều trị miễn dịch thì sao? Thì với các cái liệu pháp điều trị miễn dịch dưới lưỡi trong những trường hợp mà bệnh nhân có dị ứng thì các cái dữ liệu về cái an toàn hiện tại thì nó cũng còn hạn chế, và người ta khuyến cáo rằng là không nên bắt đầu cái liệu pháp miễn dịch dưới lưỡi ở phụ nữ mang thai mắc hen do cũng lo ngại các nguy cơ về có thể gây dị ứng trong cái xảy ra những cái dị ứng toàn thân nặng trong thời kỳ mang thai. Tuy nhiên nếu như mà bệnh nhân đã sử dụng trước cái thời gian mang thai cái liệu pháp này rồi và cho thấy là hiệu quả tốt trong cái kiểm soát về tình trạng hen dị ứng thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng trong thời kỳ mang thai. Với các cái thuốc điều trị sinh học khác như là các cái thuốc IgE, kháng IgE như là omalizumab thì các cái nghiên cứu về an toàn của thuốc này trên người thì vẫn còn rất là hạn chế, và các cái phân tử mà IgG này thì có thể đi qua nhau thai và vì vậy mà cũng có thể có tác động đối với thai nhi. Trong một cái nghiên cứu quan sát trên 250 phụ nữ mang thai mắc hen có sử dụng omalizumab thì người ta thấy là cái tỷ lệ sinh non khoảng 15% và tỷ lệ thai nhỏ hơn so với tuổi là 9,7%. Về tỷ lệ dị tật bẩm sinh thì không có sự khác biệt đáng kể so với lại các cái kết quả báo cáo trong cái nghiên cứu khác trên những cái nhóm bệnh nhân hen nặng. Như vậy thì có nghĩa rằng là có thể rằng là cái nguy cơ dị tật xảy ra ấy, thì nó là nguy cơ chung đối với lại những cái đối tượng bệnh nhân hen nặng thôi, chứ mình cũng chưa thể kết luận được là liên quan đối với lại cái thuốc này. Và cái việc khởi trị cái thuốc omalizumab này trong cái thời kỳ mang thai thì không được khuyến khích. Tuy nhiên nếu như mà bệnh nhân đã sử dụng từ trước thời kỳ mà mang thai và cho thấy hiệu quả kiểm soát tốt thì vẫn có thể tiếp tục duy trì thuốc này. Nếu như mà đánh giá giữa lợi ích nguy cơ thì cái lợi ích mang lại cho bệnh nhân là lớn hơn so với lại cái khả năng xảy ra nguy cơ. Với các cái thuốc mà sinh học khác như là kháng interleukin 5 thì các cái bằng chứng ở trên người cũng vẫn còn rất là hạn chế. Trong một cái báo cáo nghiên cứu về sự đối với lại cái thuốc mà benralizumab thực nghiệm ở trên khỉ thì với cái liều gấp 310 lần so với liều sử dụng ở người thì không thấy là có cái bằng chứng về tác hại đối với lại thai. Đối với người thì có một cái trường hợp đã được báo cáo là có thể gây sử dụng khi mà mang thai cho thấy có cái giảm bạch cầu ái toan thoáng qua ở trẻ sơ sinh cho đến 7 tháng tuổi nhưng mà không có thêm tác dụng phụ nào khác. Và đối với lại mepolizumab thì với cái tiêm tĩnh mạch ở trên thực nghiệm ở khỉ thì với cái liều gấp 30 lần liều điều trị ở người thì cũng không ghi nhận những cái bằng chứng về tác hại đối với thai nhi. Đối với người thì có một trường hợp bệnh nhân đã được báo cáo, đó là cái trường hợp bệnh nhân hen nặng đang sử dụng thuốc này với được tiêm 2 liều thì phát hiện là có thai và đã ngưng sử dụng cái thuốc này ngay khi mà phát hiện ra có thai thì cái đứa trẻ sinh ra cũng hoàn toàn khỏe mạnh và không có các cái dị tật bẩm sinh. Đây là một cái trong một cái hướng dẫn của Úc về cái phân độ cái mức độ an toàn của các cái thuốc trong sử dụng thai kỳ thì đối với lại các cái thuốc mà phân độ thuộc nhóm A ở đây là những cái thuốc mà có nhiều hơn những cái dữ liệu sử dụng ở trên người và cho thấy an toàn, chúng ta thấy là có các cái thuốc như là budesonide, tebuterolin, salbutamol và prednisolone. Ngoài ra thì đối với lại các cái thuốc nhóm B là cái nhóm mà chúng ta cũng có thể cân nhắc sử dụng với các cái dữ liệu mà cho thấy là an toàn ở trên người hoặc trên thực nghiệm động vật. Tuy nhiên là các cái dữ liệu vẫn còn hạn chế thì chúng ta có thể thấy ở nhóm B3 thì chúng ta có beclometasone, fluticasone, formoterol và salmeterol. Và đây trong một cái hội nghị đồng thuận trong một cái hội nghị của các cái chuyên gia ở Hoa Kỳ khi đánh giá về các nguy cơ tác hại của các cái tác dụng phụ của các cái thuốc hen đối với các cái tính an toàn sử dụng trong thai kỳ và phụ nữ cho con bú thì đã đưa ra một cái hướng dẫn về tiếp cận điều trị hen theo từng bậc ở phụ nữ mang thai. Trong đó thì đưa ra các khuyến cáo từ với cái bậc 2 là những cái trường hợp mà hen bệnh nhân nhẹ và dai dẳng thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng cái ICS với liều thấp trong lựa chọn điều trị ưu tiên, và với lựa chọn điều trị thay thế thì cân nhắc có thể là sử dụng các cái thuốc thuộc nhóm đối kháng leukotriene. Đối với lại nhóm mà hen ở mức độ mà trung bình thì có thể cân nhắc sử dụng lựa chọn ưu tiên là sử dụng các cái thuốc mà corticoid dạng hít với cái liều trung bình hoặc là liều thấp ICS kết hợp với LABA. Và tiếp theo thì chúng ta tùy theo cái đáp ứng của bệnh nhân để chúng ta điều chỉnh nâng bậc thì chúng ta có thể sử dụng ICS với cái liều trung bình kết hợp với LABA hay là liều cao kết hợp với LABA trong các bước 4 và bước 5, và đối với bước 6 thì chúng ta cân nhắc sử dụng với cái liều cao ICS kết hợp với LABA và có thể kết hợp với thêm với prednisolone đường uống trong trường hợp mà chúng ta không thể kiểm soát được với ICS liều cao kết hợp LABA.
Và trong một cái khuyến cái tổng hợp về các cái vai trò của các thuốc mà điều trị cơn hen phế quản cấp ở phụ nữ có thai, thì các cái khuyến cáo cũng đưa ra rằng cái việc mà tiếp cận điều trị hen phế quản cấp ở phụ nữ mang thai thì về cơ bản các cái thuốc kiểm soát cũng không có gì khác so với lại kiểm soát ở người lớn hoặc thanh thiếu niên mà không có mang thai. Magnesium phát là một cái thuốc mà có thể cân nhắc được sử dụng trong những cái đợt cấp hen phế quản nặng ở phụ nữ mang thai, vì có thể cho thấy tác dụng là giãn trên cái tác dụng giãn cơ trơn. Và đây là một cái thuốc mà cũng được nghiên cứu rộng rãi trong thai kỳ trong cái điều trị tiền sản giật, và vì vậy mà cho thấy là nó khá là an toàn. Tebutalin cũng có thể được sử dụng với cái đường tiêm dưới da trong trường hợp mà những cái trường hợp bệnh nhân hen phế quản cấp mà cái cơn hen nặng chúng ta không kiểm soát được. Đối với lại Gina thì Gina có đưa ra những cái hướng dẫn, cái khuyến cáo đối với lại kiểm soát hen ở trong phụ nữ có thai. Trong đó thì lợi ích của cái việc mà kiểm soát chủ động hen phế quản trong thai kỳ là vượt trội lớn hơn nhiều so với lại cái nguy cơ rủi ro tiềm ẩn mà việc sử dụng các thuốc hen có thể gây ra. Và đây là một cái khuyến cáo với mức độ bằng chứng A. Và việc sử dụng các cái thuốc ICS, đồng vận beta 2 hay là montelukast và theophylline thì không liên quan với lại việc gia tăng các nguy cơ bất thường ở thai. Các cái thuốc ICS thì cho thấy bằng chứng là giúp giảm nguy cơ đợt cấp hen phế quản ở thai kỳ với mức độ bằng chứng A. Và cái việc mà ngừng sử dụng ICS trong thai kỳ thì là yếu tố nguy cơ đáng kể dẫn đến đợt cấp ở hen với mức độ bằng chứng A. Và dựa trên những bằng chứng về những kết cục bất lợi của đợt cấp hen ở phụ nữ mang thai và cho con bú, với mức độ bằng chứng A bao gồm việc kém tuân thủ điều trị ICS hay là bằng chứng về tính an toàn của điều trị ICS và La Ba thông thường, với mức độ bằng chứng A thì nên đặt ưu tiên thấp cho cái việc là giảm liều điều trị duy trì cho đến khi sinh con. Với cái mức độ bằng chứng D, tức là Gina khuyến cáo rằng là chúng ta nên cân nhắc không nên giảm liều trong cái điều trị hen phế quản ở trong thai kỳ cho đến khi mà đứa trẻ được sinh ra, và việc điều trị ICS thì không nên ngừng lại để chuẩn bị cho cái quá trình mang thai khỏe mạnh cũng như là đảm bảo cho cái việc mà sinh con, giảm các nguy cơ biến chứng. Một số các cái điểm chính tóm tắt về các cái khuyến cáo trong điều trị hen ở phụ nữ mang thai thì tất cả những cái phụ nữ mang thai bị mắc hen thì nên được sử dụng các cái thuốc cân hít để giảm triệu chứng khi cần, và các cái lựa chọn bao gồm là Saba, trong đó salbutamol là một cái thuốc an toàn, hoặc là ICS formoterol liều thấp. Đối với những trường hợp bệnh nhân hen nhẹ và dai dẳng thì ICS giúp giảm đợt cấp hen, và việc ngừng sử dụng ICS thì dẫn đến gia tăng cái nguy cơ đợt cấp và có thể gây ra những kết cục xấu ở thai kỳ. Budesonide thì là một cái thuốc ICS mà được ưu tiên sử dụng trong thai kỳ vì có nhiều các dữ liệu an toàn được công bố. Tuy nhiên thì các ICS khác, nếu như bệnh nhân đã được sử dụng trước cái thời kỳ mang thai và cho thấy hiệu quả kiểm soát tốt thì chúng ta vẫn cần tiếp tục duy trì sử dụng các cái thuốc này trong thời kỳ mang thai. Và những cái dữ liệu gần đây thì cũng cho thấy fluticasone cho thấy là an toàn trong sử dụng thai kỳ. Các cái thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài, salmeterol hay là formoterol thì có thể sử dụng kiểm soát hen trong thai kỳ, nhưng mà cần sử dụng kết hợp với lại ICS chứ chúng ta không sử dụng đơn thuần. Ngoài ra thì các cái thuốc thuộc nhóm đối kháng leukotriene, montelukast hay là safirukast thì không phải là điều trị ưu tiên trong thai kỳ. Tuy nhiên thì có thể coi là một cái phương pháp điều trị thêm vào hoặc là thay thế cho cái kiểm soát hen dai dẳng kết hợp với lại cái liệu pháp ICS trong trường hợp bệnh nhân có đáp ứng tốt với những này từ trước thời kỳ mang thai. Để kết luận cho cái phần trình bày của em vừa rồi thì hen phế quản là một cái bệnh lý phổ biến ở phụ nữ mang thai, và bản thân bệnh hen thì có thể làm cho phức tạp quá trình mang thai. Ngược lại thì mang thai cũng ảnh hưởng đến cái việc mà kiểm soát của bệnh hen, và để cái việc mà kiểm soát tốt hen phế quản trong thai kỳ sẽ giúp giảm các cái nguy cơ biến chứng thai kỳ do hen phế quản nặng và đợt cấp của hen. Và các cái thuốc kiểm soát hen thông thường như là ICS, ICS LABA hay SABA hầu hết đều có những cái dữ liệu cho thấy là an toàn sử dụng trong thai kỳ với lợi ích vượt trội so với lại các cái nguy cơ để chúng ta có thể lựa chọn trong cái việc sử dụng hen phế quản ở phụ nữ mang thai. Em xin trân trọng cảm ơn ạ.